Gần 3 năm chạy xe công nghệ, đây là lần đầu tiên anh Hùng nhận được một gói bảo hiểm cá nhân. Điều đáng nói là anh không phải bỏ một đồng tiền túi nào mà được hãng xe công nghệ hỗ trợ với trị giá gói bảo hiểm lên tới 350 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên tôi được mua một cái gói bảo hiểm lớn như thế. Và tôi cảm thấy là mình rất vinh dự được sử dụng gói bảo hiểm này. Yên tâm rất nhiều, nó như là một điểm tựa để các tài xế cố gắng nỗ lực mang đến trải nghiệm cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Để nhận được các gói bảo hiểm này, tài xế buộc phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng qua đánh giá của khách hàng và doanh nghiệp. Số tiền bảo hiểm càng cao, đồng nghĩa với sự hài lòng của khách hàng càng lớn. Chúng tôi biết rằng các cái tài xế là các đối tượng mà có cái điều kiện làm việc vất vả, cường độ làm việc rất là cao. Vì vậy, cái chương trình mà chúng tôi đang triển khai tập trung vào các cái đối tượng tài xế mà đang lái chuyên cho các cái dịch vụ của Bee. Với các doanh nghiệp xe công nghệ, tài xế là đối tác. Tuy nhiên, việc lần đầu tiên áp dụng gói bảo hiểm cũng đồng nghĩa họ đang được coi là người của công ty. Theo đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đây là bước đi quan trọng để đưa công việc tài xế công nghệ trở thành một ngành nghề chính thức. Cái việc mà tham gia vào đóng bảo hiểm cho xã hội cho người lái xe chính là khẳng định rằng đây là một cái quan hệ lao động được điều chỉnh bởi cái Bộ Luật Lao động của chúng ta. Và khi vậy, như vậy thì cái vị trí, cái công việc lái xe công nghệ sẽ trở thành một cái nghề chính thức. Vài năm trở lại đây, thị trường Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực gọi xe công nghệ. Thu nhập đang là miếng mồi để doanh nghiệp giữ chân tài xế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có thêm những lợi ích đi kèm như bảo hiểm sẽ tạo vị thế và động lực cho tài xế để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.